Tiếp tục chương trình giảm giá lọc của Nhật Technics SH8044 giảm giá 500 còn 4,5 triệu đồng. Lọc cần gạt 2 vế cho 2 loa. Cực mới luôn các bác nha, cực đẹp luôn. Đẹp xuất sắc luôn này. Bên trên này là vết bẩn này. Vết bẩn chưa lau chùi sạch nha. Ở góc cạnh không hề sứt mẻ, móp méo. Xin lưu ý các bác, đây là lọc Nhật nha. Lọc Hàn thì nó có giá tầm rẻ hơn 1 triệu, nhưng đây là lọc Nhật. Tôi để giá rẻ đi 500 đầu năm, còn 4,5 triệu đồng thôi. Và đây là cửa hàng Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại, địa chỉ như trên tấm biển này. Lì xì 500 đầu năm, cho vui vẻ cả bên, cho may mắn cả năm, cả nhà luôn. Cơ hội đã đến. Đường vào âm thanh, đường xuất xuống âm ly. Đây, tiếng Anh phía bên dưới. Technics, 2 cầu điện 110 và 220. Đang để điện 220. Bình thường tôi bán giá 5 triệu, đầu năm giảm giá 500 thì các bác chơi luôn, cho nó máu, cho tẹt luôn đi. Riêng cần gạt thì chỉnh đến đâu biết đến đấy ngay. Chỉnh rất rõ, 2 đường vào. Đây là đường vào còn lại đây. Con này đèn màu xanh nên rất bắt mắt. Rất ít cái mẫu lọc nó có đèn màu xanh như này nha. Đấy là không có lọc, không có lọc đèn không sáng. Giờ gửi lại nhau để ngày sau nhắc nhớ thêm sau. Giờ gửi lại nhau để ngày sau. Vâng, xin cảm ơn.